Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ở trên màn hình của các bạn đang theo dõi là trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC. Ok, bắt đầu đi anh. Vâng, trọng tài chính người Việt Nam ông Lại Văn Huy đã thổi còi. Bắt đầu hiệp đấu giữa hai đội. Trận đấu này, trước khi bước vào trận đấu thì hai đội cũng tỏ ra khá am hiểu lẫn nhau. Văn Dương. Anh ra tên gì? Tiến. Văn Tiến. Văn Tiến. Đình Kinh. Bóng vẫn trong chân của Đình Kinh. Chuyền bóng lên. Không được. Góc bên FC Real Tomama. Ngày hôm nay Xuân Tuấn sẽ là người đeo chiếc băng đội trưởng. Ôi trời ơi. Có lẽ mới bắt đầu nên cầu thủ số 10 bên Real Tomama chưa được quen chân. Đội bạn to cao thế. Đây sẽ là một cuộc đấu trí khá gay cấn giữa huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Giải đấu này Real Roma được coi như là một đội chủ nhà. Bảy câu lạc bộ đang ra đấu trường. Ôi ôi, một tình huống ghi bàn khá dễ dàng. Bên phía VNFC. Em ơi, ghi số 2 đội bạn ghi bàn. 1 phút lơ lại. Số 17 nhá. 17. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 17. Sở hữu một chiều cao nổi trội nên những pha tranh chấp bóng chấm như bóng bẩu như vậy là điều sẽ bên sân đây luôn khai thác. À, xin lỗi bên VNFC. Đội bóng này tôi chưa bình luận nhiều nên chưa được quen. Đình Kinh. Văn Dương. Không được. Pha chuyền bóng là khá cao. Rồi bàn phản công. Đã khi ngay bàn thắng từ rất sớm nên tinh thần bên phía VNFC khá thoải mái. Pha nhả bóng khá nguy hiểm. Tấn bay Đình Kính đã lùi về sửa sai. Văn Tiến. Đình Kính. Vẫn là Đình Kính. Văn Tiến. Văn Dương. Phá số bóng hụt mang bóng dáng của Công Phượng là Đình Tùng. Ơi,
sút bóng từ xa. Tài vừa thổi phạt một tình huống phạm lỗi của thủ môn bên phía VFC. Cái tên mình cũng quên. Văn Dương sẽ là người thực hiện pha xuất phạt. Sút đâu? Không được rồi. Với đội bóng mang tính chất giàu truyền thống và tiềm lực kinh tế cao như Real Tobama thì những trận thua là điều không thể chấp nhận đối với huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Bóng vẫn trong chân của Đình Tùng. Xuân Tuấn. Mất bóng rồi. Văn Tiến. Không được. Có lẽ hàng thủ bên Real Madrid luôn tỏ ra khá lúng túng đối với những tình huống tình tắc cận kề. Cầu thủ áo số 2, xin lỗi, quần số 17 bên VNFC tỏ ra rất dày dặn kinh nghiệm. Bóng đã chạm tay một cầu thủ bên VNFC. Mình tính xuất phạt. Cần một cú chạm nhẹ có Đình Tùng có thể bóng sẽ đi ngược vào phía bên cầu gôn, nhưng Đình Tùng không để chạm được bóng. Đình Kính. Và thành công khá lăn xả của cầu thủ mà số 11 bên đội bạn. Văn Dương xuất phạt. Xuân Tuấn. Trời ơi, một pha bắn chim của Xuân Tuấn. Đúng rồi, vali điện của anh ấy. À, ném bóng lên. Và để mất bóng khá nguy hiểm của Văn Tiến. Rất may cầu thủ bên phía đội bạn đã sút ra ngoài. Dường như những tình huống để mất bóng như vậy là điều không nên. Xuân Tuấn. Đình Kính. Không được rồi. Đội bạn phản công. Đã có lỗi. Thủ môn bên Real Tobama đã bị đau. Một pha xịt vào mặt đó à. Đúng vào mặt của cầu thủ áo số 6 bên VNFC. Cầu thủ số 6 Lưu Xuân Trường.
thì mình là dân của Tennessee, gồm số 43 CFC Đà Nẵng. Ôi trời, lạnh rồi. Anh kìa. Tôi thay đồ rồi. Tí lên hình chú ảnh ấy mà. Em mang vào chú ý. Tắt nắng, thời tiết trở nên lạnh hơn. Xuân Tuấn vẫn là Xuân Tuấn, rất nỗ lực. Không được. Và nỗ lực đưa bóng đi khỏi vạch bin của Xuân Tuấn. À, ném bóng lên. Đình Kinh xuất sắc. Không được. Vẫn là Đình Kinh. Mất bóng rồi. Văn Tiến Văn Dương xuất đình cho FC VNFC. Xuất xa, không được. Đã ghi được từ bàn rất sớm nên VNFC có ra khá thoải mái. Đang tôi mà cần phải cố gắng kiếm một bàn gỡ. Phút thứ 12 và tỷ số đang là 1-0 về VNFC. Với chiều cao là 1m80, cầu thủ mang áo số 2 bên VNFC có ra khả năng nổ trong những tình huống bóng bổng. Anh cũng là người ghi bàn nâng tỷ số 1-0 cho VNFC bằng một cú đánh đầu khá đẹp mắt. Đình Kinh, Xuân Tuấn, ta đã kết còi. Còn 7 phút nữa. Bình cho VNFC. Xuân Tuấn và qua người rất khéo léo của Xuân Tuấn. Không được. Và áp sát của Đình Tùng. Hàn Hồ Văn Dương một pha đánh chặn. Mười lăm nhỉ. Tấn công bên Real Tomama. Không được. Người vừa có pha đánh chặn vừa rồi là cầu thủ mang áo số 10 bên VNFC. Đình Kinh phải tranh chấp. Xuân Tấn không qua ai ở trên. 5 phút nữa. Hô phải,
không được rồi. Đội bóng luôn áp sát những tình huống bên phía đội khách rất nhanh. Tùng Tùng không được. Tình Kinh tấn công rồi đang tung bóng xuất xa không được. Đình Tùng Xuân Tuấn sút không được. Rất tiếc không có cầu thủ nào đứng cắm ở phía trên. Canto đâu? Bảo Giá. Bóng vẫn trong chân của VNFC. Đừng tự ra lấy luôn, tự ra lấy tự đeo, không phải. Đừng đi trước con ơi. Bật cánh này cho VNFC. Sút xa. Và bắn rất mạnh bên VNFC. Thủ môn đã băng lên. Tùng ơi đằng sau em ơi. Với lợi thế đang dẫn trước một bàn nên cầu thủ của VNFC tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái. Chạy nhanh này Pin Rian Tomama. Bóng về cho thủ môn. Chuyển cá lên một chút em ơi. Phút thứ 18 của trận đấu giữa hai đội Rian Tomama và VNFC. Tỷ số đang nghiêng về 1-0 dành cho VNFC. Với cao người của Đình Tùng. Đánh đầu của Văn Dương. Còn 2 phút nữa. Còn tôi nhìn đi. Cánh kia đây, tần dê vô thôi em. Gì nó áp sát nhanh không? Để kính xuất biên. Bật dương không được. Thêm một tình huống xuất biên. Đình Kính. Chưa. Một phút nữa. Những giây cuối cùng có im một. Tuấn Đệ bắt người này, bắt người nhìn nào. Và đường bóng vào của VNGB, VNFC. Hết giờ đi anh ơi. Không được. Come on. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiệp 2 giữa hai đội Rian Tomama và VNFC bắt đầu diễn ra. Hiệp 2 này hai đội đã thay đổi cầu môn. Rian Tomama cầu môn bên tay phải và VNFC bảo vệ cầu môn bên tay trái. Đầu phút của hiệp 2 nhưng sóng gió đang diễn ra. Đình Kinh. Văn Dương. Chuyển bóng về cho Văn Tiến. Đình Tùng. Quen mồm rồi. Nguy hiểm. Rất may không có bàn thắng.
và phối hợp nhẹ nhàng bên phía VNFC. Những tình huống như thế này cần phải được sửa sai bên phía Real Toma. Lùi về tí em. Subin cho VNFC. Quay đi em. Và ném bóng lên. Để em quay nhá. Công thì bóng này trong chân có Đình Kính. Không được rồi. Từ Văn Tiến. Con Messi xuống em ơi. Văn Dương. Đình Kinh. Thành đứng sát sát vào em ơi. Và sút bóng khá mạnh bên VNFC. Bóng đã đi hết về gôn. Đây là sang hiệp hai này, Real Toma cần phải dâng cao đội hình để kiếm một bàn gỡ. Như này là điều không mong muốn. Xa. Bóng bay đúng vào người của Xuân Tuấn. Và phản ứng có vẻ không hài lòng của cầu thủ mặc áo số 2. Theo đường bóng nhá, là mình biết lỗi ngay mà. Và lắc đầu. Cào. Khá đẹp mắt của cầu thủ mặc áo số 2, người đã ghi bàn cho Sunday. Như tôi đã nói, với chiều cao 1m80 là một lợi thế. Tám mấy đấy, 80 đâu. Đấy. Với chiều cao ổn định, một cái đầu lạnh như vậy thì tình huống bóng bóng là khá nguy hiểm dành cho bên FC Real Toma. Nhanh lên tí để em ơi, bớt dầm dà đi. Đình Tùng bật bóng rồi. Đâu đang quay thôi. Subin cho sân đây. Tầm một VNFC. Để nghĩ rằng sắn đây. Vẫn là bình to. Nhanh luôn em ơi. Xuân Tuấn bốc hàng, xếp hàng ấy. Đưa bóng vào trong nhưng cầu thủ mang áo số 4 bên đội bạn đã đánh chặn. Dương sẽ là người xuất phạt. Đình Kinh bắn xa. Hay quá. Sút bóng rất đẹp mắt của cầu thủ Đình Kinh. Cầu thủ mang áo số 23 bên phía Real Toma. Vâng, như tôi quan sát đã có bóng rơi.
Huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp đã mở một nụ cười. Tôi thưởng rồi, tôi thưởng rồi. Những giây phút như thế này, một bàn thắng là một điều rất đáng hoan nghênh. Sao giờ bóng đội chúng ta chẳng được thắng. Dùng bóng nhá. Có tay. Thay người bên phía VNFC. Đây là Xuân số 3, Xuân Tuấn. Quả là một cuộc đấu trí gay cấn giữa hai huấn luyện viên của hai đội bóng. Đây được xem là những đội bóng rất giàu về tiềm lực kinh tế. Tốt. Môn Minh Tân. Nhanh em ơi. Ok. Nó đòi được. Sút pin bên phía VNFC. Và đánh đầu đánh chặn là của Văn Tiến. Quá là nghề làm dâu trăm họ. Chúng ta Tán luôn với Thanh Hóa đấy. Bắn được. Ôi chậm thế em ơi. Rất tiếc. Đưa bóng lên, Văn Dương. Không được rồi. Phút thứ 7 của hiệp 2. Hai đội đang dâng cao đội hình. Họ ra quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ôi, chuyển thấp thế gì. Bóng đang trong chân các cầu thủ VNFC. Một tình huống nguy hiểm. Rất may. Bóng đã chạm chân thủ môn Minh Tân. Sẽ là một cú sút phạt góc. Sau khi bị gỡ hòa, bên VNFC đã dâng cao đội hình. Những tình huống cố định đối với họ luôn là một số trường. Kèm theo vào đó những tình huống bóng bóng. Thoát xuống nhanh ngay nào. Ok. 8 rồi. Xuống góc cho Real tông 3. Chạy về luôn. Và đưa bóng vào. Đã có những tình huống tranh chấp. Cầu thủ áo số 2 bên VNFC tỏ ra không đồng tình đối với những quyết định mà trọng tài đưa ra. Mỗi nghề trọng tài luôn là một nghề làm dâu trăm họ. Đã nói nhiều đéo chịu rồi. Và sút phạt cố định dành cho VNFC sẽ là khá nguy hiểm. Văn Dương là người vừa đánh chặn. Thêm một tình huống phạt góc cho VNFC. Những phút giữa hiệp 2 chúng ta rất gay cấn. Đình Tùng. Không được. Và đội bóng khá lề mề của Đình Tùng. À, sút bóng vừa rồi là của Văn Dương. Một nửa phút nữa của hiệp 2 đã trôi qua. Nửa thời gian hiệp 2.
đứng giữ bóng, đứng giữ bóng. Hai người chắn. Phạt cho VFC. Một tình huống bắn bóng. Sau hiệp đấu này là trận cầu giữa Real Toma và FC Thanh Hóa. Đình Tùng đưa bóng lên, không được. Và chuyển bóng khá đẹp của Đình Tùng nhưng với chiều cao khá khiêm tốn. Cầu thủ áo số 10 bên phía Real Toma đã không tận dụng được. Xuân Tuấn, đừng kể tôi kể đâu mày. Đình Tùng, Đình Kinh. Chạy vào đấy, lên dương, chạy vào đấy. Ôi, này. Cái gì đây? Cùng về mà bạn. Trả bóng dành cho VNFC. Bình tĩnh em ơi. Anh em bình tĩnh nhá. Đã giải mà. Hai đội tỏ ra khá căng thẳng. Chỉ cần một quyết định không hợp lý từ bên trọng tài có thể xảy ra tình huống tranh chấp. Vãi vã. Vãi là một trận cầu này nữa. Còn 8 phút. Hai người bên phía VNFC, người được rút ra khỏi sân là cầu thủ áo số 10 và cầu thủ áo số 93 sẽ thay vào sân. Văn Dương. Con ta Thấy người bên Real Toma. Cầu thủ mang vóc dáng Quang Hải được tung vào sân. Liệu anh có lên đồng như Quang Hải? Anh thiếu cái khăn, anh quên không mang cái khăn cũng thế đi. Nhưng mà được xưa thôi. Nguy hiểm. Alo Minh Tân. Vào chọn bóng vào lòng. Đình Kinh. Xuân Tuấn. Đẩy bóng vào. Đình Tùng. Trời ơi. Còn với lợi thế sân nhà và hơn 2 vạn cổ động viên sẽ là một tinh thần tốt. Một trận đấu đang trôi dần vào những phút cuối cùng. Tiếp xúc. Tiếp xúc dành cho Real Toma. Tôi đã thoát sau vào, nhảy nhảy. Tắt đây. Đường đéo. Bao việc. Các anh một tí tắt đây. Và đánh đầu của Minh Tiến. Văn Tiến. Cũng cỡ ta đây. Cái số 18 mới vào. Và xuất binh chậm nên được thay đổi về Real Toma. Đưa bóng lên, Tuấn chạy nhanh lên. Để đến hết. Nhanh nào Tùng này, vào vào em ơi. Sút xa. Ok, một pha sút xa khá uy lực của Văn Dương. Thế nhưng bóng Quý Dương không được chính xác. Đọc tên cầu thủ chính xác là Quý Dương. Văn Dương. Anh nhìn quả, nhìn quả. Đang bị luận Văn Dương cũng được gì đâu. Điên nha. Sau bảo dưới chút nữa. Điên.
Phút thứ 15 và tỷ số giữa hai đội Real Toma gặp FC VNFC đang là 1-1. Những giây phút cuối cùng này, hai đội sẽ dâng cao đội hình. Này nhập cao này, nhanh này. Ủa ông góc dành cho Real Toma. Dạ. Em xin về đó. Nhắm lại nó bảo là thằng nào uống bia tốt nó cho 50% số điểm. Mày uống bia thì cút. Nó cho 50% số điểm này. Tiên em đứng dậy đi về. Alo Xuân Tuấn, pha lùi về phòng ngự. Giao người em ơi, giao người nào. Real Toma phản công. Xuân Tuấn. Không được. Về. Về luôn đi chứ. Kìa. Xuống người này. Tí nữa là sao? Quý Dương. Mày cứ là tao. Vẫn là Quý Dương. Phản công. Xuống nào. Ôi giời ơi. Liên tục là những pha phản công bên Real Toma. Cầm bóng lại. Cầm bóng chơi. Có lẽ với tinh thần đang thoải mái lên nên Real Toma đưa ra những tình huống phản công khá nhạy bén. Vô tay dừng bóng. Buồn lắm anh tôi. Ai là. Thay người bên VNFC. Còn mấy phút nữa em? 3 phút nữa. Đẩy sau nha. Khởi động nãy giờ rồi anh ơi. Phút thứ 17 và tỷ số vẫn đang là. Hay để anh Huy vào tiền đạo. Xuân Tuấn, nhanh em ơi, nhanh tao. Ôi. Ok. Phạt góc dành cho Real Toma. Quý Dương mất chết. Xuân Tuấn sút không được. Nguy hiểm thế. Và phối hợp khá nhịp nhàng và bài bản bên phía VNFC. Quả là một trận cầu nãy nữa luôn là những màn ăn miếng trả miếng. Thúc kìa. Phạt góc dành cho VNFC. Phút cuối cùng của hiệp đấu. Chỉ cần một phút lơ là mắc sai lầm ngay. Xuân Tuấn phản công nào. Chuyển bóng lên. Ok. Và phản công nhanh bên Real Toma. Có trọng tài rồi không khải em ơi. Phút thứ 19. Vẫn là xuất điểm. Tình huống nguy hiểm nào. Tình thông bắn. Không được. Còn là 1 phút nữa. Quả cuối đi. Quả cuối đi anh Huy ơi. Anh em ơi. Còn Dương. Đá phạt. Quả cuối đấy. Những giây cuối cùng. Rồi vào cột 2, tụi người dừng cột 2. Dường như là một cơ hội. Dừng cột 2, một bước 2 bước nữa. Đấy, đứng đây đi. Điều Real Toma có tận dụng nốt cơ hội này hay không? Bóng vào. Xuất phạt. Đưa bóng vào. Bóng đã chạm tay môn bên VNFC. Kính đứng đây rồi.
Hết giờ đấy này. Không ý kiến nhiều. Hết giờ. Anh ấy hết giờ rồi.